Ông ơi, trên bầu trời cái sao này là của con hả ông? Ông chỉ con đi. Thì chòm sao của con á là chòm sông Ngư. Đó, con nhìn kia kìa. Đó, chòm sao của con kìa. Thì con thấy rồi. Vậy ngôi sao của con ở đâu hả ông? Thì sao của con thì ông không có biết. Ông ơi, thế là còn 12 ngôi sao hả ông? Con thấy trên trời nhiều sao quá, con đếm không hết. Cũng đúng đâu con. Đúng ra là có tổng cộng là 13 chòm sao và những chòm sao tà đạo khác nữa. Thế ông kể cho tụi con nghe đi. Thì thôi ông kể cho tụi con nghe nha. Dạ. Tương truyền rằng á, từ xa xưa tồn tại rất nhiều chòm sao hoàng đạo và tà đạo cùng tồn tại với một vòm trời. Mỗi vòm sao đại diện cho mỗi bản tính lương thiện hay độc ác của con người. Người ta phân ra làm 12 chòm sao chính, đại diện cho sự thiện lương của con người. Sau cùng, một chòm sao thứ 13 xuất hiện, kéo theo 12 chòm sao tà đạo ra đời, làm đảo lộn trật tự thế giới. 12 chòm sao tà đạo lợi dụng sự thông thái tuyệt đỉnh và kiến thức của chòm sao thứ 13 tạo ra nhiều tai ương dịch bệnh khắp nơi. Lúc đó, đã có một người đại diện đi khắp nơi, tập hợp tất cả 12 cung hoàng đạo lại và đánh bại 12 cung tà đạo. Rồi phong ấn cung thứ 13 tại sâu trong một ngọn núi. Và cứ 100 năm sẽ có những người kế thừa xuất hiện, sẽ dùng sức mạnh truyền thừa gia cố phong ấn, đồng thời ngăn chặn 12 cung tà đạo phá phong ấn, cướp cung thứ 13 nhằm gây họa thế gian. Ông ơi, con có phải là một trong 12 siêu nhân không ông?